thì đương nhiên với bó cỏ khô đó
thì nước sẽ sôi liền. Còn nếu nước trong một cái thau hay trong một cái hồ hay đừng nói chi được trong một cái dòng sông thì không thể nào mà với cái món cổ khô lại đun sôi nước trong cái hồ, nước trong cái rạch, trong dòng sông. Thì cũng vậy đó, như tâm chúng ta hiền hòa như nước, tâm ta từ bi, tâm chúng ta nhẹ nhàng thanh thản thì không có cái lửa sân nào mà có thể đun sôi cái tâm từ bi của mình, khiến cho tâm mình đã bực tức, tâm mình đã buồn phiền. Nên đó là điều mà Phật đã ví dụ để nhắc chúng ta, cũng giống như đất cũng vậy đó, không thể nào thay đổi được đất và nước cũng không thể nào thay đổi được nước. Thì chúng ta có hành nhẫn như vậy, có tâm từ như vậy. Rồi Đức Phật này dạy thêm, nhắc thêm, nếu mà mình có năng đoạn ngôn ngữ đối với người khác đúng thời hay đi thời, đúng đối tượng hay không đối tượng, nói với cái tâm từ hay nói với tâm sân, vân vân, thì mình quán chiếu được như vậy đó, thì mình điều phục được chính mình, nên nhờ đó mình trải cái tâm mình không có sân, không có tham, không có hận. Nhờ như vậy lúc nào cũng được cái sự thanh thản từ tự tại. Rồi kế đến Đức Phật Ngài lấy ví dụ thêm cho về cái tâm của mình phải nhận thế nào, thì Đức Phật Ngài cũng nhắc lại đó, làm sao để cho tâm mình được du duyên, tâm mình thanh thản, tâm mình nhẹ nhàng, tâm mình như dòng nước chảy. Và Đức Phật Ngài nhắc điều đó cho chúng ta nhớ. Rồi Đức Phật Ngài cho cái ví dụ cuối cùng, chư tỳ kheo, như những kẻ đào đặt hạ liệt dùng cưa hai lưỡi mà cưa tay cưa chân, dầu vậy nếu một ai ở đây khởi ý niệm nhiễu loạn, người ấy phải như thế vậy là thực hành giáo pháp của ta. Chúng ta sẽ giữ tâm của mình không có nhiễm ô, không có thốt ra những lời ác cử. Chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống với cái tâm từ bi trường khắp, và với người này là đối tượng, chúng ta sẽ cái tâm từ khắp thế giới, quan đại vô biên, không sợ, không hận. Chư tỳ kheo không cần học như vậy. Đây là cái ví dụ cuối cùng Đức Phật dạy rằng, nếu mà có người nào dù có dùng cưa mà cưa tay cưa chân mình, mà nên đối với hành giả tu đạo đó, theo lời Phật dạy trong đây đó, là đừng có khởi tâm sân hận, tâm bực tức, mà phải giữ tâm không có ô nhiễm, giữ tâm hiền hòa, không có thốt lên những lời ác, với cái tâm từ bi, với cái tâm hiền hòa như vậy, với cái tâm trái tâm từ như vậy, không có sân, không có hận, thì đương nhiên đó cũng giống như cái bài kinh Kim Cang mà Đức Phật Ngài nhắc lại cái tiền thân của Ngài là vị tiên mà tu hành nhẫn nhục á, cái vị nhớ á, là nhà vua vừa đó dẫn hoàng hậu và cung nữ đi vào sừng săn bắn, rồi họ đi lạc, rồi họ đến gặp vị tiên đang ngồi tu, rồi họ ngồi xung quanh nghe vị tiên này giảng pháp. Hồi nhà vua chạy đến thấy như vậy mới quả trách vị này, tại sao còn dụ dẫn hoàng hậu và cung nữ của ta. Thì vị tiên được nói là tôi chỉ thuyết pháp cho họ nghe. Thì nhà vua mới hỏi về ngài thuyết pháp pháp gì và tu hành hạnh gì. Thì vị tiên được nói là tôi tu pháp nhẫn, tôi thuyết pháp pháp nhẫn.
Thì nghe như vậy đó, thì cô mới xuất kiếm ra chặt hai tay rồi chặt hai chân của vị tiên dẫn dụ này, mới nói rằng ngài tu thần dẫn như vậy, tôi chặt hai chân của ngài, chặt hai tay của ngài như vậy đó, ngài có sân hay không, thì ngài có hận tu hay không, ngài có oán thù hay không, thì vị tiên dẫn dụ nó không, và ông vua nói không thể nào tin được. Vì nhà vua không tin đó, cho nên bị tiên dẫn dụ là mới phát nguyện, nếu mà tôi có giữ tâm sân tâm oán hận thì hai chân hai tay này không thể là được phục, nếu với tâm thanh tịnh không sân không hận thì xin hai tay hai chân tôi được phục. Thì qua cái lời phát nguyện đó, hai tay hai chân cũng đã được phục lại. Thì đó chứng minh cái tâm nhận của ngài. Thì trong đây cũng vậy đó, cái phần này giải đó cũng giống như vậy, kinh đó ha, đây là kinh Đinh Nam Tông, cũng nói rõ ai dùng cưa cưa tay cưa chân cũng đừng có nên sân nên giận nên hờn nên oán, nên phải khởi cái tâm từ, phải trải cái tâm từ đến cái người đó, tất cả chúng sanh. Thì đương nhiên thực sự đối với người phàm phu chúng ta điều này rất là khó làm, nhưng khi mà chúng ta nghe người ta chửi mắng mình là mình tức mình giận rồi, đừng có chi người ta đụng đến thân mình và đừng nói chi là để giao cái cưa cưa mình đó là chuyện bị thánh bị đại bồ tát mới dưới cái tâm hạnh đó, nhưng mà đối với chúng ta từ từ chúng ta cũng học được. Rồi trở lại phần cuối cái bài kinh này, và này chưa tỳ kheo, như ông luôn suy tư lời dạy ví dụ cái cưa này, thì các ông có thấy loại ngôn ngữ nào dù tế nhị thì thô bạo mà các ông không cảm nhận được chăng? Bạch Thế Tôn không, chưa tỳ kheo, do vậy hãy luôn suy tư lời dạy ví như cái cưa này, và các ông sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. Đó là cái Phật này nói lại đó. Mình có bị ta chửi mắng đi, bị ta xem thường vân vân đi, mà nếu mà ta chưa có động đến thân mình cũng đâu có gì đâu, thấy không? Từ chỉ khi mà bị người ta cưa tay cưa chân vân vân, nếu mà chưa bị cưa tay cưa chân, chưa bị hại bị thân, thì nhẫn cũng được, đừng để chi là những cái lời người ta chửi mắng mình. Nên Đức Phật này nhắc chúng ta, dạy chúng ta đó, quán chiếu những điều đó đó. Nên khi mình hiểu được cái điều này đó, thì mình từ từ mình tiêu phục được tâm mình, từ từ mình khởi cái tâm từ, sải tâm từ đến tất cả mọi người mọi loài, mình không có sân không có hận ai, dẫu họ có hại mình gì đi nữa. Rồi trước nhất là thực tế trong cuộc sống hàng ngày bây giờ bị đây ha, là chúng ta thường bị phiền não là cho có người mà nói xấu nói tốt ha, nó khen nó chê thì cái vân vân, mình tận tức mình giận, cho nên mình học qua cái bài kinh ví dụ cái cưa này đó, những Phật này dạy tóm tắt nhiều cái ví dụ mà ý chính đây đó ha. Phật này nói dẫu có bị cưa ta cưa chân mình còn phải khởi tâm từ, đừng nói chi là khi bị người ta chửi. Nam Sinh nó tóm tắt lại cái bài kinh này, Phật này nhắc chúng ta điều đó đó, là điều mà mình phải quán chiếu nó để giữ tâm hạnh của mình, để giữ tâm thanh tịnh của mình, giữ tâm hiền hòa của mình, cứ lúc nào cũng quán chiếu tâm mình như đất. Đất thì không ai phỉ nhổ, không có ai làm dơ được, cũng quán chiếu tâm mình như nước, nước không có ai chặt, không ai chém, không ai cắt, nước mà càng nhiều thì không thể nào mà đun sôi được, còn nước mà ít á thì đương nhiên họ sẽ đun sôi được, cái nước trong cái chén, cái bát, dùng cây dùng gì đó đun sôi cũng giống như cái tâm mình chưa được thuần, chưa có được từ bi, chưa có nhẹ nhàng, có hiền hòa đó, thì đừng dễ nổi nóng chỗ đó. Khi người ta
nó xấu mình ha, khi ta chửi mắng mình, nên cố gắng làm sao ta quan tâm mình đó, quan tâm tình mình nước, rồi nhớ lại cái bài kinh, ví dụ cái cua này thì những cái lời ăn tiếng nói của người khác đó thật sự không có ảnh hưởng đến gì mình nhiều, mình giữ cái tâm mình được thanh thản nhẹ nhàng. Đó là kết thúc cái bài kinh này. Thầy Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo hoan hỷ thính thọ lời bất giải. Đó là kết thúc cái bài kinh. Ví dụ cái cưa thì một cái điều chúng ta cũng phải nhớ nhớ là mình phải biết cách mà điều phục tâm mình, chính nhất là qua cái hành động của chỉ, rồi cộng thêm qua cái lời ăn tiếng nói, mình xem coi như Phật này dạy những cái điều mình nói chuyện có đúng thời đúng lúc hay không, mình nói chuyện có đúng đối tượng để mình nói hay không, mình nói với có cái tâm sân hay không, mình nói với cái sự lỡ cho người khác hay không. Đó là những cách mình nói như vậy đó, thì mình ít nhiều gì giữ được tâm thiền lành của mình, tâm hiền hòa, tâm từ bi của mình. Còn ngược lại, nếu mình nói không đúng thời đúng lúc, rồi tạo nghiệp, rồi cộng thêm nhớ việc cố gắng lúc nào cũng rải tâm từ mình giống như đất, giống như nước, và quán chiếu giống cái cưa vậy đó. Họ chưa đụng đến thân mình thì chuyện gì họ làm cái chuyện của họ, họ tạo nghiệp cái chuyện của họ, mình có khuyên lơn mình nhắc nhở được thì nhắc nhở. Còn có chuyện họ tạo nghiệp mà nếu mình không có cản được, không có khuyên lơn được thì cái chuyện của họ không phải cái chuyện của mình. Cũng quan trọng chính là mình giữ được cái tâm thiền lành hay không, giữ được cái tâm từ bi hay không, giữ sự định tĩnh hay không, đó mới quan trọng. Chứ không phải là vì người ta chửi mình mới chửi lại, vì người ta sân mình mới sân lại, vì người ta ganh ghét mình mới ganh ghét lại. Như vậy là ăn miếng trả miếng, mình cũng tạo nghiệp như họ. Đó là kết thúc cái bài kinh ví dụ cái cưa thì cũng theo cái đề mục về cái hành nhẫn này thì trước khi trở lại nói về cái cuộc đời của Đức Phật á, thì chúng tôi cũng xin nói sơ qua thôi những hành nhẫn của những vị thánh mà chúng ta cũng nghe rồi, chỉ học lại trong cái gì mà chúng ta đang học hành nhẫn này. Và người mà chúng ta biết được thân thân mà gần của nhất đối với Đức Phật đó là Ngài La Hầu La. La Hầu La ta nhớ đó, sau khi mà Đức Phật Ngài thành đạo rồi, Ngài trở về thành khung tần Tỳ La Vệ lần đầu tiên, cũng độ cho những vị hoàng thân đế thích đi xuất gia, rồi trong đó cũng có La Hầu La. Nhưng mà lúc đó còn nhỏ tuổi, mới 6 tuổi. Rồi Đức Phật Ngài mới giao Ngài La Hầu La cho Ngài Sa Di Phật dạy. Thì qua những cái ví dụ chúng ta nhớ những câu chuyện mà vì Ngài La Hầu La mới tu cho nên còn tập khí, còn đùa giỡn vân vân, cho nên Đức Phật Ngài mới lấy cái ví dụ như nước dơ đó. Chúng ta nhớ câu chuyện đó. Và cái điểm chính mà tôi muốn nhắc hôm nay, một trong cái hạnh của Ngài La Hầu La đó, trong 10 đại đệ tử của Đức Phật á, Ngài La Hầu La là vị đại đệ tử mật hạnh bậc nhất. Mật hạnh là hành những hạnh bí mật, chỉ có chư Phật, chữ Đức Phật, chữ Thánh mới biết, còn phàm phu chúng ta không biết. Thì trong kinh có kể lại đó, một lần nọ đó, lúc đó Ngài La Hầu La cũng tuổi thiếu niên nên có những cái bậc trưởng thượng, các vị thánh A La Hán vân vân, các bậc trưởng thượng đến xa đến, thì Ngài nhường cái phòng của Ngài cho những vị này ở, rồi Ngài tối thì Ngài ra ngoài sân để ngồi thiền. Mà lúc đó là trời mưa nên không có chỗ nào trú ngụ, cho nên Ngài mới đi vào cái
cầu tiêu năm vì không có chỗ nào trú mưa hết, thì ngay lúc đó cũng có một con rắn nó bò vô cũng tránh mưa. Thì Chư Tăng biết được lúc đó trời đang mưa đó, biết được Hầu La quỳ dương cái phòng của mình cho một vị khách tăng đó, nên mới vào đó vào cầu tiêu nhà sĩ đó, nên mới đến kêu ngài ra rồi bạch với Phật, hoặc sau này mới trên cái giới dẫu là sa di cũng có thể ở ngủ qua đêm một đêm với một vị tỳ kheo. Rồi có những cái lần mà ngài Lợi Hồ La đi khất thực với ngài Xá Lợi Phất, thì có lần đó đang trên đường đi khất thực với ngài Xá Lợi Phất thì bị một người người ngoại đạo vác cây vác gậy đánh đánh ngài La Hầu La, rồi đập hư cái bát của ngài Xá Lợi Phất. Nên vì đó cho nên ngài La Hầu La đó nó bị chạm tới đầu và khóc. Khi mà trở về chùa đó thì Đức Phật ngài mới dạy dạy cái hành dẫn cho ngài là nghe La Hầu La nghe. Và đương nhiên trước đó ngài Xá Lợi Phất ngài cũng nhắc khuyên khuyên ngài La Hầu La rằng là ông sắp thọ giới cụ túc, lúc đó khoảng chừng 17-18 tuổi đó, hãy quyết tâm dỗ sạch được tập khí ba độc và tham sân si đó bằng mật hạnh dẫn dục. Kẻ hành giả không nên quán thù, hãy lên đức từ bi, thương yêu tất cả chúng sanh. Ở đời khen chê tiêu dục là điều không đáng cho người tu hành lưu tâm, điều đáng lưu tâm cho hành giả phải ghi nhớ là sức mạnh của hành dẫn dục có thể thắng tất cả sức mạnh khác dù lớn thế nào. Đó là điều mà ngài Xá Lợi Phất khuyên ngài La Hầu La, lúc đó cũng chỉ 18-19 tuổi thôi. Chúng ta nhớ cái hạnh của ngài Xá Lợi Phất, ngài bị ngài nói sân tâm ngài bị đất, ngài ai có thị bả, ai có chửi mắng, tâm ngài cũng vững, cũng không có bị lay động, không có bị phiền não. Nên qua cái chuyện của ngài La Hầu La bị đánh thì đó, ngài Xá Lợi Phất cũng khuyên khuyên để giữ cái tâm lành, tâm thiện, tâm từ bi. Rồi sau khi mà băng bỏ vết thương của ngài La Hầu La về rồi xong rồi về đến Thịnh Xá đó, ngài Xá Lợi Phất mới trình cho Đức Phật biết cái câu chuyện mới vừa xảy ra. Lúc đó Đức Phật dạy thêm ngài La Hầu La hạnh nhẫn nhục là hạnh vô cùng cao quý, muốn thấy Phật thuận pháp gần tăng, ông hãy tu tập hạnh dẫn này. Người biết tu hạnh dẫn, tâm hồn sẽ thư thái an ổn, và diệt trừ được cái tai họa trí huệ phát sanh. Trí huệ là khi báo chặt đức công sự vô minh, tham lam ngã chấp. Người có trí huệ có đủ sức thế lực không bị pháp thế gian làm ô nhiễm. Hạnh dẫn là điều kiện làm tăng thượng duyên, tư duyên chánh pháp là tư lương để giải thoát thanh sử luân hồi. Đó là Đức Phật ngài nhắc lại cho ngài La Hầu La nhớ đó. Nếu mà muốn thấy Phật, muốn thuận pháp, muốn gần tăng thì phải tu hành những dục này. Nhờ hạnh dẫn này đó, thì tâm hồn mới thư thái, tâm hồn mới an ổn, mới diệt trừ được cái tai họa, rồi trí huệ phát sanh. Nên Phật ngài nói rất là xúc tích, nói rất là rõ ràng đối với phàm phu chúng ta đó. Đương nhiên theo Phật giáo đại thừa thì là có lục độ ba la mật đó, sáu hạnh bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ đó, hạnh nào cũng quan trọng và hỗ trợ với nhau.
chứ không phải chỉ một hạnh không thôi. Hạnh bố thí cũng quan trọng, hạnh thì giới cũng quan trọng, hạnh nhẫn cũng quan trọng, hạnh tinh tấn cũng quan trọng. Và ở đây Phật này nhấn mạnh ha, nếu mà muốn thấy Phật, muốn thuận pháp, muốn gần tăng thì phải tu hạnh nhẫn này. Tại sao cũng thấy Phật mà tu hạnh nhẫn? Vì hạnh nhẫn là hạnh của chư Phật trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai. Muốn gặp Phật, thấy Phật là thành theo cái hạnh đó, là con đường mà Đức Phật đã đi, còn con đường chư Phật, chư Bồ Tát trong tương lai cũng sẽ đi. Cho nên đó là điều mà muốn thấy Phật, mình phải có sự dẫn đó. Và nếu mà nói về cái tâm mình cũng vậy, tôi cũng thường có nói đó, nếu mà mình ngồi tụng kinh, ngồi trì chú, ngồi hành thiền, mà mình ngồi chút xíu mình mệt, mình không chịu được nổi lỡ chân, mỗi tay, mỗi vai hay giúp cũng vần á, chịu đựng cái chuyện nó không nổi thì rất là khó. Khó khi mà tâm của mình nó chao đảo, tâm mình nó khởi lên cái điểm này, khởi điểm khác, nó dẫn dụ mình. Như tôi có nói đó, thật sự mình đang ngồi đây, đang nghe pháp đây, mà tâm khởi lên, ồ, không sao, mình phải gọi điện thoại cho người này, người nọ, hoặc mình quên mua cái này, cái nọ. Nên khi mà khởi tâm như vậy, mà không biết dẫn với nó, không biết kiềm chế với nó đó, thì đứng dậy bỏ đi, làm những chuyện đó, làm chuyện do cái tâm mình sai xử. Còn nếu mình có cái nhẫn với cái tâm mình, mình biết là mình giờ này mình đang ngồi thiền, giờ này mình đang nghe pháp, để ngồi thiền xong, nghe pháp xong, thiền còn xong, lúc đó không sao, đó cũng là nhẫn, nhẫn vừa thân, nhẫn vừa tâm. Nên đó là cách mà mình thấy Phật. Khi tâm mình yên, tâm mình sáng, đó là mình thấy được cái tánh Phật của mình, cái tâm thanh tịnh của mình, cái bậc tánh thanh tịnh của mình, đó là thấy Phật. Thuận pháp, thuận theo cái giáo pháp, tuân theo lời Phật dạy, chứ không có đi ngược. Qua cái việc mà hành trì hành dẫn này, gần tăng, người chữ tăng là đoàn thể tăng già hòa hợp, tâm mình nhẫn mới có sự hòa hợp, còn tâm mình không có nhẫn thì rất là khó mà hòa hợp với ai. Người biết tu hành nhẫn, tâm hồn sẽ thư thái an ổn. Đó, bất cứ ai vậy đó, giữ được cái tâm nhẫn của mình thì tâm mình thư thái an ổn, mình không có lo, không có buồn, không có sợ, không có bức xúc, không có bực tức khi người ta nói xấu mình, khi người ta hại mình. Mình giữ cái tâm mình để yên ổn. Như là tôi lấy ví dụ trong bài kinh, ví dụ cái cưa đó, tâm mình bình như đất, tâm mình nhẹ nhàng như dòng nước chảy đó. Như của họ, tôi có nói về cái câu chuyện mà trì địa Bồ Tát trong kinh Lăng Nghiêm á, mà trong cái phần mà Đức Phật ngài hỏi 25 vị thánh trình bày sở hộ của các ngài thế nào, rồi trong đó có ngài trì địa Bồ Tát đó. Ngài mới nói rằng là trong đời quá khứ con thường đi sửa đường, sửa đất, chỗ nào có nhiều cái hố, nhiều cái lỗ vân vân, con lắp đất sang bằng đất để người khác đi không có bị chắp té, rồi xây cầu vân vân. Thì gặp một Đức Phật, Đức Phật ngài dạy con sửa đường sửa sáng như vậy cũng tốt, mà con phải sửa cái tâm con, bình cái đất tâm của con. Thì nghe như vậy thì con mới ngộ đạo, mới nhập đạo, mới lãnh hội được cái ý chỉ của Đức Phật đó, cho nên con mới hành được cái hành giữ tâm mình như đất đó, mới có cái danh hiệu là trì địa Bồ Đạt Thác ở chỗ đó. Giữ tâm mình như đất, không có bị lao sao vận động, không bị lai chuyển vì bất cứ chuyện gì. Thì trở lại cũng vậy đó, nhờ cái hạnh nhẫn này mà tâm của mình được thư thái, tâm được an ổn, không có bức xúc. Thường lý do tại sao bức xúc,
thường lý do tại sao mình bực tức là vì mình không có giữ được cái định của mình khi mình nghe người ta nói xấu, nói tốt gì đó ha, rồi diệt trừ được cái tai họa. Điều đó ai cũng dễ hiểu, khi trong mình bình, trong mình yên thì mình nghe câu là tâm bình thế giới bình, tâm mình yên thì mình không có khởi cái tâm gì dao động, không có chửi mắng lại, không hãm hại lại, thì đó mình tránh cái tai họa. Ngược lại khi nghe đến chửi mình, ta hại mình chửi lại, mắng lại, vân vân, mình nhẫn không nổi, thì đó tự chính mình chiêu oán chiêu họa cho mình. Nên khi giữ được hành nhẫn, đó là diệt trừ tai họa, để trí huệ phát sanh, tâm mình yên thì đương nhiên cái trí huệ phát sanh thôi, chứ không có gì mà khó hiểu. Còn tâm mình loạn động, nên ta dỡ năng một cái tâm sân khởi là đốt lại sự công đức. Ngay lúc mà tâm mình sân, mình bất chấp bất cứ chuyện gì, mình không có còn khe nữa, mình điện đồ điện đạt chữ mất một vân, mình làm cho hạ tức hạ giận á, đương nhiên đó là tạo nghiệp. Còn ngược lại đó, khi bị người khác chửi mắng làm phiền não vân vân, và tâm mình giữ vững bình thường bình thản, thì tâm mình yên, thì trí huệ nó phát sanh, trí huệ nó sáng thôi, chứ không có cần làm gì cả. Trí huệ là khi báo không cho cái gốc rễ của mình. Thì nhớ đến anh, cái Phật này dạy trong 12 nhân duyên không, vô minh là cái nhân duyên đầu tiên làm cho chúng sanh chúng ta trôi lên trong vòng sinh tử luân hồi này. Vì cái vô minh trong quá khứ mà nó dẫn mình đi tạo nghiệp, dẫn tạo nghiệp xong lôi kéo mình đến cái khổ này. Cho nên người tu đạo đó, thì giống như trong kinh Bát Đại Giác đó ha, Đức Phật thầy dạy đó, như bữa tuần rồi ha, bé John có đọc lại bài kinh đó. Đức Phật thầy dạy là Bồ Tát phải lấy trí huệ làm sự nghiệp. Người đời thường lấy chuyện này chuyện đó làm sự nghiệp. Mình nói là người bác sĩ thì có cái nghề nghiệp của bác sĩ, người đi lính hoặc là binh nghiệp, người làm buôn bán thì có cái nghề cái nghiệp đó, người giáo viên, giáo sư vân vân, có cái nghề có cái nghiệp đó. Còn đối với người tu đạo như là các vị mà đã phát tâm hành Bồ Tát đó, Phật này dạy là lấy trí huệ làm sự nghiệp. Nhờ có cái trí huệ cho nên mình mới thấu suốt được tất cả mọi chuyện, mới thẩm thấu được lý nhân quả, mới thẩm thấu được bất cứ chuyện gì, mà mình không có tạo nghiệp xấu, mình dựa vào cái trí huệ đó mà chặt đứt được cái vô minh tham ái ngã chấp. Chứ nếu không có trí huệ đó, mình có tạo phước nhiều nhưng mà mình không có đủ trí huệ đó, thì cái phước báo đó từ từ nó giảm bớt hay là mất đi. Ví dụ như một cái người giàu mà có xe cộ, có nhà cửa vân vân, mà không biết cách dùng chiếc xe đó, không biết cách dùng tiền bạc của cải đó, có thể hại họ, hại chính họ, hại người khác nữa. Nên đối với người đạo, người trong đạo Phật, cái trí huệ rất là quan trọng. Nên một ngày dạy đây đó, dạy ngài Lào La cũng là dạy mình đó, là có trí huệ như vậy đó, bất cứ cái gì đến cũng không có bị ô nhiễm. Người ta chửi mình cũng đã quán chiếu, mình thẩm thấu được, mình không có bị động tâm. Nên Phật này nhắc lại điều đó. Rồi nhẫn là điều kiện làm tăng thượng duyên tuyên dương chánh pháp. Nhẫn đó giúp cho mình tăng trưởng cái pháp lành. Thì mình làm bất cứ chuyện gì mà có hành nhẫn đó đó, mình không có bị mất mát tiền bạc của cải của mình, hay là bất cứ phước của mình. Như ví dụ như mình đem trái cây rau quả đến thì cũng
dùng Phật đi để cho chư tập Phật đi, có người nó sẽ nó vô nó không bông này xấu quá hay là tại sao phải cúng cái cây này cái cây nọ cũng vâng mà nếu mà mình giữ tâm nhẫn giữ tâm mình yên không có đọc về những cái lời nói đó mà chỉ thành tâm mình cũng dường thôi, họ muốn nói gì đó chuyện của họ thì đó mình giữ được đức, giữ được cái phước của mình, đó là tăng trưởng cái pháp lành cho mình. Ngược lại đó, nếu mình không có giữ được cái hành dẫn đó, người ta nói mình ha, lại nói thế này thế nọ rồi mình làm mình thối thất, mình không có chịu đi chùa nữa. Có nhiều người bị những chuyện đó, không? Có nhiều người vì đến chùa, không? Người ta nói câu là thứ nhất tu tại gia, không? Thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa, không? Ở nhà tu, cái chữ giao tiếp với người thân của mình. Trong gia đình mình chỉ có vài người thôi, nhưng khi vài chục người thôi thì thứ hai là thu chợ, một chợ đông lắm, không? Thu chùa, nhiều khi đi đến chùa đó một cái xã hội nhỏ có người này người nọ, mỗi người là một cái phiền não khác, mỗi người là mỗi cái có những căn cơ khác nhau, cách nhìn khác nhau, không ai giống ai. Nếu mà họ chưa có biết tu tập đó thì cái phiền não của ngoài đời sao họ vào chùa họ cũng có phiền não như vậy. Cho nên cái chuyện mà sân với nhau, tham với nhau, ganh ghét với việc nhau đương nhiên cũng có đó, nhờ tu cho nên mới giảm bớt, chứ nếu không có hành trì cũng đâu còn như thế đó thôi. Cho nên nếu mà lúc mà chung đụng được như vậy đó mà tâm mình yên, tâm mình không có vọng động, mình giữ được cái hành động của mình, dẫu họ có nói xấu nói tốt gì thì nữa đó, thì mình vẫn tu tập được, không có thối thất, không có phiền não lắm. Nên như hồi xưa tôi có nói đó, nói cái câu chuyện mà cũng 2-3 năm về trước khi mà tôi vào bên chia sẻ đó, buổi lễ Vu Lan đó, có một anh Phật tử giơ tay lên mới hỏi chúng tôi, thưa thầy, con nghe Phật tử nói rằng là đến chùa phiền não nhiều hơn, chúng tôi mới nói rằng là anh nói thì đúng á, mà chưa đúng hẳn. Tôi mới hỏi về ở nhà có phiền não hay không, chắc chắn là tôi sao có. Đi làm có phiền não không? Chắc chắn là có rồi. Làm ăn buôn bán chắc chắn có sự va chạm là có phiền não rồi. Rồi đi chơi thì về cái sân thì có phiền não không? Có sự lo lắng không? Có chứ. Mua kiếm vé mua vé rẻ hay là đặt chỗ này chỗ nọ vân vân. Nói chung là bất cứ chuyện gì nào nếu tâm mình chưa được định, chưa có trí huệ thì chắc chắn có phiền não. Cho nên cũng vậy đó, đến chùa cũng không có chứ, có phiền não chứ. Đã nói mỗi người có một căn cơ, mỗi người có một cái ưu tư phiền não khác, từ trong gia đình đến tiệm đến hỏi sự vân vân. Nhưng mà cái khác giữa mình đến chùa và đến những chỗ khác hay về nhà là chỗ nào, là mình thường nghe giảng kinh thuyết pháp, được cái cơ hội, được cái nhân duyên tu tập. Cho nên nhờ cái sự tu tập đó, nhờ nghe pháp đó, cho nên từ từ cái tâm phiền não mình đã giảm dần. Còn hai cái đi chơi đi, hai cái xem phim đi, mình nói tiếng Anh được entertainment mình á, đi làm về mệt nhọc rồi tốt về mình xem phim, đến cái lương nghe nhạc vân vân, nó hết phiền não không? Thực sự chỉ thay đổi thế nào, nó chuyển cái tâm mình thôi à. Cái phiền não, cái sự như ở trong tiệm mình có vấn đề gì đó, trong hành xử có vấn đề gì đó, trong trường có vấn đề gì đó, thì nếu không giải quyết thì ngày hôm sau trở lại nó cũng vẫn còn đó. Và cái sự bực tức với nhau, rồi sự mình tranh chấp xâm hợp với nhau vẫn còn đó. Nên mình về nhà mình quên là do mình có thể xem phim hay là nghe nhạc vân vân, nó chuyển cái tâm mình làm quên thôi, nhưng cái khóc nó vẫn còn. Nên cái chính nhất là khi về chùa nhờ nghe nhận thức thuyết pháp, nhờ thu thập về là mình chỉ từ khóc vốn có phiền não đó, cho mình giảm bớt từ từ. Nên trở lại đó, Đức Phật Ngài dạy đó, nên hạnh dẫn là điều kiện để làm tăng trưởng duyên, tăng trưởng những cái duyên lành thiện của mình,
tuy nhiên chánh pháp nên điều này đều không thể nào mà thiếu được, nó là điều kiện cần và đủ cho những cái vị mà giảng kinh thuyết pháp đó. Như tôi có nhắc lại mà Đức Phật này dạy trong kinh Pháp Hoa đó, nên một vị pháp sư lên tòa là phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai, vào nhà là nhà từ bi, mặc áo là áo dẫn hạnh dẫn và ngồi tòa không dính mắt thì mới hòa mai mà giải pháp được. Nên cái hạnh dẫn này giống như cái áo giáp vậy đó, nên để mà giữ cái tâm của mình là tư lương để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đó là cái tư lương, đó là hành trang để chúng ta tu tập để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Còn nếu chúng ta còn sân, chúng ta còn hận, còn thù, vân vân thì chắc chắn quan gia không bao giờ biết được. Người ta hại mình hại lại, người ta chửi mình chửi lại, thì cái lòng vòng luẩn quẩn đó không bao giờ dừng, không bao giờ dứt. Chỉ khi mình nhận được thì mình mới trả được cái nghiệp của mình. Như câu chuyện mà tôi có kể về này ai rất cao đó ha, thì do đó mới từ mới dứt khỏi cuộc sinh luân hồi được. Rồi Đức Phật này dạy thêm nữa, này La Hầu La, đợi nối tiếp dòng thánh phong phụ các ân, ngươi hãy nhìn thẳng vào thực tại của muôn vật, ngươi có thấy vật nào đứng yên không? Tất cả năng động trong sinh diệt chuyển sinh, ngươi cần đem trí huệ soi suốt tính vô thường vô ngã của vạn vật, kể cả thân tâm. Nếu thấu suốt được như vậy, thấu suốt được tính vô thường vô ngã như vậy thì không có dính mắc gì cả. Đó, mình nhắc lại đó, phải nhớ phải nhìn sự vô thường vận động, sự thay đổi của nhân sanh vũ trụ năm, và phải quán chiếu được cái đại vô thường đó, quán chiếu được cái sự vô ngã đó, đó. Thì nhờ đó không có dính mắc bất cứ cái điểm gì, nên nhờ vậy mà giữ được 8.000 quan nghi văn, 84.000 quan nghi, 3.000 tế hạnh hầu được giải thoát sớm. Nên không thể trì trệ trên con đường triển khai Phật chủng, đó Phật hãy nhắc lại đó. Và cũng như cái bài kinh mà tôi có đề cập tới đó, bài kinh Đại Bồ Tát, một trong cái hạnh sáu hạnh của Phật này diễn ra để giải thích rộng ra đó. Nhờ mình quán chiếu thân mình nó vô thường, nhờ quán chiếu âm thanh nó chỉ huyền như hóa đó, nó chỉ là tiếng vang thôi đó, thì chỗ ai chửi mình hay mình hay hại mình, mình cũng giữ được cái tâm thanh thản, tâm tự tại. Đó là lời khuyên của Đức Phật đối với Ngài La Hầu La khi Ngài La Hầu La lúc còn trẻ bị đánh chảy máu đầu vậy đó. Nên chúng ta thấy đó, từ Đức Phật Ngài cũng hành hành thì mua không vậy mà Ngài giữ được tâm tỉnh tỉnh, rồi Ngài xa lợi Phật, rồi Ngài La Hầu La và đa phần những cái vị thánh khác nữa. Cho nên đó, đối với những cái vị nào mà thực sự nói rằng là đã chứng thức quả La Hán thì sao là rất là dễ hiểu, dễ biết, dễ thấy. Coi còn cái tâm tham hay không, còn cái tâm sân hay không, còn cái tâm tấn công ngã mạn hay không, còn cái tâm chấp ngã hay không. Nếu mà không có những dính mắc đó thì thực sự có chứng thức quả. Còn nếu còn sân, còn tham, còn đang ghét vân vân, dẫu chỉ nhỏ nhất gì nữa thì cũng vẫn còn là phạm phu. Cho nên dẫu ai có nói gì, mình nhìn qua cái thân giáo của họ, nhìn qua hành động cư chỉ của họ, thì chính bản thân chúng ta cũng vậy. Mình nhìn coi những lúc mình tu tập đó, tâm mình dễ sân nhiều hay tâm mình phát khởi từ bi nhiều, tâm mình dễ đổ nóng nhiều, bút xúc nhiều, hay tâm mình thường bình yên, tâm mình định tĩnh, mình xem coi lại
bất cứ tu pháp nào, tu niệm Phật thì chúng hành gì đó, mình có tâm mình được có thanh thản hay không khi mà đối diện gặp cảnh. Như trên cái bài kinh cũng là bài kinh ví dụ cái cưa đó, Đức Phật này có lấy cái ví dụ đó, vì nhớ của họ đó là cái cô nữ tỳ thử cái người chủ của cô ta đó, người chủ của ta được tán thán, được khen gọi là họ người hiền hòa, người có đạo đức vân vân, thì cô nữ tỳ này đó mới thử bằng cách là ngày một ngày đầu á ngủ dậy thì chút xíu, ngày hôm sau chảy nữa, ngày thứ ba chảy nữa, thì ngày đầu bị la, ngày thứ hai bị la, ngày thứ ba bị cô chủ đánh. Thì lúc đó cô tỳ nữ là nếu nó o vậy đó là chỉ kiềm chế cái tâm sân, cái thực sự lửa sân nó vẫn còn. Thì đối với mình là khi không gặp chuyện, khi gặp chuyện mới biết được tâm thế nào. Thì trở lại chúng ta thấy đó, tôi muốn đề cập lại câu chuyện của Đức Phật, của chư thánh để tên nhớ là các ngài không phải chỉ nói suông, các ngài nói qua kinh nghiệm và các ngài hành được, các ngài mới dạy chúng ta, chứ không phải là chỉ giống như là các vị học giả chỉ nói thôi, còn cái vấn đề hành trì thì không có nhiều. Nên xin vị nhớ và rồi trong thiền tông á thì có câu chuyện ha, câu chuyện này ngũ tổ hoằng nhẫn. Thì đối với cái sự mà tái sinh này nó cũng rất là ly kỳ. Thì tứ tổ đạo tính á, thì cái lần đó đó thì có một vị đạo nhân tên là Tài Tụ đến cầu đạo với tứ tổ đạo tính. Thì tổ mới dạy rằng ông đã già rồi đó, nếu mà ta truyền pháp cho ông đó, thì ông đâu có làm lợi cho ai đâu. Thì thôi ông tìm cách quay trở lại đi, tìm thân khác đi, đầu thai lại đi, rồi ta sẽ nhẫn chịu, nhẫn và đợi ông. Thì cái vị đạo nhân này lớn tuổi đó, nghe lời dạy của tứ tổ đó, thôi cho nên đi ngang qua một cái vùng đó, nó gặp một cô gái, cô ta đang giặt áo trên bên cái dòng suối đó. Thì ông ta mới vị này mới hỏi cô có thể cho tôi ngủ nhờ qua đêm được hay không? Thì cô gái mới chấp nhận. Thì nghe đó là ngày xả bỏ cái bao thân, rồi cô gái đó vô cớ mà có chữa, mang thai có chữa đó, thì người mẹ mới đuổi đi, rồi cô ta có nhẫn chịu trong những cái tháng năm đang mang thai đó. Thì sau này mới sinh ra, sinh đứa bé ra, rồi hai mẹ con phải đi ăn xin và nuôi với nhau đến 7 tuổi đó. Thì đi ngang cái vùng của tứ tổ đạo tính đó, thì tứ tổ đạo tính là mới dạy mẹ con là đứa bé 7 tuổi đó, nói này đứa bé không họ kia đến đây. Thì đứa bé nói là tôi có họ. Thì ngài mới hỏi, tứ tổ hỏi là có hỏi gì? Tôi hỏi Phật. Quý vị nghĩ không? Thấy không? Mới 7 tuổi thôi, có khả năng trả lời vậy đó. Nên các em nhỏ đó, nếu mà mình có cái nhân viên làm mà dạy các em lúc mà các em còn nhỏ đó, thì các em tâm nó như là tờ giấy trắng vậy đó, thì nó dễ hơn. Khi chúng ta lớn rồi đó, trên 40, 50, nhiều khi mình hiểu đó, nhưng mà thực sự vì cái tập khí, vì cái cuộc sống, cho nên nghe là nghe vậy đó, nhưng mà đứng dậy rồi chúng ta quên. Nhưng mà các em đó, các em nghe với cái tâm thuần thiện, cái tâm lành thiện, cái tâm ngây thơ đó đó, thì các em dễ dễ nhập Phật pháp hơn. Và chuyện gì cũng vậy ha, nhập Phật pháp cũng dễ, và nói chung là gần một thời gian gần đây thì sáng đó, như tôi có nói đó, như là mẹ của Mạnh Tử đó, lúc mà Mạnh Tử còn nhỏ đó, mình phải dẫn đến những chỗ mà có những cái người mà dạy dỗ đàng hoàng, cũng
cũng sợ bị ảnh hưởng đó, thì các em với cái tâm cái hiền lành, cái tâm trong trắng như vậy đó, giải đạo rất là dễ hơn đó. Rồi đó, tổ tứ tổ nhớ lại lời hẹn khi xưa với vị đạo giả Tài Tùng, ngài liền nói với người mẹ sinh đứa trẻ cho về nuôi, đặt tên là Hoàng Nhẫn. Hoàng Nhẫn là thương, thương Nhẫn. Chính tứ tổ cũng nhẫn, nhẫn để chờ đợi cái vị này sanh trở lại. Và cái người mẹ cũng nhẫn vì bị oan, vì oan được không có chồng mà lại sanh con, không? Nên đó là câu chuyện của tổ Hoàng Nhẫn. Để mô sau này coi duyên tôi đề cập những cái hành khác, trong thì vì liên hệ đến cái bài pháp hành nhẫn như vậy đó, tôi xin nhắc lại thôi ha. Rồi còn cái câu chuyện ngài Milarepa ha, dịch ra tiếng Việt là Mật Đạt Nhật Ba đó, là vị vị tăng, vị thánh tăng Tây Tạng, nếu quý vị có biết câu chuyện đó hay không. Là một trong những vị thánh nổi tiếng ở Tây Tạng đó. Ngài là đệ tử của ngài Ba Tha, Mã Di Ba đó. Cái câu chuyện thường vậy là lúc mà ngài mới sinh ra đó, ở xứ Tây Tạng gần Bi Đốt, đi phố cái chỗ mà vườn Lâm Tỳ Ni và Đức Phật ngài đản sanh đó, thì lúc mà lên 7 tuổi thì cha của ngài mất, cho nên người cậu và mợ chiếm đoạt gia sản, tài sản, rồi đuổi ngài, cái người mẹ ra ngoài được ở để đi ăn xin. Cái người mẹ mới hận, mới biểu ngài là phải học, đi học những cái chú thuật, từ ngày cũng đi học chú thuật để mà trả thù, nên khi học xong rồi mình về đọc chú thuật đó, khiến cho mưa đá xuống làm chết biết bao nhiêu người, thì nhưng mà sau này đó là mới hối hận, rồi lại bỏ cái đó, bỏ cái việc mà học chú thuật đó, thì tạo cái nghiệp gọi là nghiệp sát đó, rồi mới đi gặp ngài Ma Pha này đó. Thì ngài Ma Pha biết là vì đã vì cái nghiệp sát như vậy đó, thì thử thách mới cho cái vị này phải làm được vất vả, và mới đã sai vị này đó là phải dựng những cái tháp, dựng xong rồi để phá, dựng xong rồi để phá biết bao nhiêu lần, rồi đến mức độ là ngài Milarepa đó, biết vị có biết câu chuyện đó không, đến mức độ là chán bỏ đi, và nhờ cái người vợ của ngài Ma Pha này, vì ngài Ma Pha là vị dịch giả và cư sĩ, cũng khuyên, và cuối cùng đó, là ngài Milarepa bỏ lại và được ngài Ma Pha truyền pháp, và sau này mới chứng thành quả. Thì đó là câu chuyện mà còn cái hành dẫn đó, thì rất là nhiều chuyện hành dẫn mà chúng ta có thể học ha. Thì thôi, hôm nay tôi tạm dừng ở đây đi, để tuần sau tôi sẽ kết thúc về cái phần mà hành dẫn này đó ha. Rồi thôi thì ha, mình thôi đứng đứng ha, một phần